Xe đạp thể thao Vít.com xin chào bạn. Các mẫu xe đạp thể thao của hãng xe đạp này với phân khúc tầm trung đang được thị trường rất tin dùng và đón nhận nhiệt tình vì cấu hình đa dạng, màu sắc phong phú, nhiều chủng loại từ xe đạp đua, xe đạp địa hình đến xe đạp touring hay xe đạp hybrid. Đặc biệt mức giá của xe đạp thể thao này rất dễ chịu, phù hợp với mọi mức tài chính của bạn. Và xe đạp này núi một mẫu xe đạp giả cổ, chiến mã của các quý ông được nhiều người lựa chọn, xe rất đẹp sang trọng và lịch lãm và đang có màu đen, màu đỏ, màu ghi và màu xanh. Xe thiết kế khung nhôm cao cấp cùng với trang bị đầy đủ ba ga chắn bùn rất đẹp. Và anh Mậu ở Thanh Hóa liên hệ với shop để tìm hiểu về mẫu xe đạp Line Louis giả cổ này, và sau nửa ngày cân nhắc anh liên hệ với shop và chốt. Anh đặt chiếc Line Louis màu đỏ ớt, em gửi về Thanh Hóa mấy ngày qua hàng. Vâng, chưa bao giờ mua xe đạp thể thao, mua xe đạp từ shop xe đạp thể thao Vít.com lại đơn giản và nhanh chóng đến như vậy. Nên nếu bạn đang cần tìm hiểu thông tin về xe đạp, cần mua xe đạp thể thao, hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại 0983315936. Shop sẵn sàng lắng nghe và giải đáp tư vấn mọi câu hỏi của quý khách. Và đây chính là chiếc xe đạp Line Louis màu đỏ tuyệt đẹp mà anh Mậu ở Thanh Hóa đã chọn làm bạn đồng hành. Và ngay bây giờ shop sẽ kiểm tra và review sơ bộ chiếc xe đạp Line Louis này. Và bạn muốn xem chi tiết hơn, mời bạn truy cập theo đường link ở dưới phần mô tả video. Shop đã chụp ảnh đăng thông số kỹ thuật cùng với giá của xe trên web xe đạp thể thao Vít.com. Bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên web, shop có chương trình mua trả góp rất linh hoạt và dễ dàng, hay đặt hàng qua số điện thoại 0983315936. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao Vít.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được xe đạp Line Louis và sản phẩm nổi tiếng từ hãng xe đạp này. Line Louis, Louis một cái tên rất là hay, tên một vị vua của Pháp ở thế kỷ thứ 17 và rất nổi tiếng. Xe thiết kế khung nhôm cao cấp, chất sơn thì cực kỳ tuyệt đẹp luôn. Và ở chiếc màu đỏ này cảm nhận chất sơn tuyệt đẹp, sơn rất dày bóng và có lớp phủ tuyệt đẹp luôn. Và khung nhôm mối hàn bài cá, sử dụng chiếc phuộc bằng thép chrome và chiếc phuộc bằng thép cường lực rất cứng cáp và khỏe khoắn mạnh mẽ. Ba ga trước, ba ga sau bằng hợp kim nhôm rất nhẹ, phanh trước phanh sau cũng bằng nhôm. Chắn bùn được thiết kế rất là hay, đất đồng bộ với lại cái trắng xích này. Vành bằng hợp kim nhôm cửa bánh 26 inch, sử dụng lốp Kenda 26x1.25, nan hoa bằng thép và sử dụng cặp mê ơ bằng nhôm. Sử dụng bộ truyền động Shimano và Shimano với tay đề số Shimano Vivoship. Tay đề xe này thì sử dụng mỗi tay đề cho phần gạt lip, và bởi vì sử dụng bộ đùi bằng nhôm một đĩa và nip là nip bạch tân. Sử dụng gạt nip Shimano Tourate 300, sử dụng nip bạch tân và nip bạch tân, tức là xe này có bạch tốc độ. Tay lái bằng hợp kim nhôm, xe rất đẹp, xe nhôm Louis, xe nhôm màu đỏ tuyệt đẹp. Vâng, đây chính là Louis, còn bên cạnh đây đó là xe đạp thể thao khoảng Twitter thì shop đang có ngập kho và shop đang bán với giá rẻ không lối thoát, có rất nhiều màu đen, nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ, có nhiều cấu hình và có nhiều mức giá để bạn lựa chọn. Chỉ cần bạn có nhu cầu mua xe đạp thể thao, dù bạn ở bất cứ nơi đâu vẫn có người mang xe đến tận nhà cho bạn, không cần phải đi đâu xa, đến với shop mua xe tốt giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao Vít.com. Thank you.